Hello, we are present at the rooftop solar power project in Thủ Đức Concrete Factory, invested by EGE Solar. The system had a total capacity of 1 megawatt peak, installed on 7,000 square meters of the factory roof. Join us to learn about the investment model of rooftop solar power in this factory. Thủ Đức Centrifugal Concrete Joint Stock Company specializes in manufacturing industrial concrete products for various large-scale construction projects across the country. The factory, which is located in an area of 20,000 square meters in Bến Cát Thao, Bình Dương province, and employs 200 workers, operates 18 hours a day. Given the need to have energy-saving and cool roof solutions for the factory, and the fact that Bình Dương is hot with high temperature all year long, the company leaders have boldly stayed ahead of the renewable energy trend by investing in rooftop solar power. Năng lượng mặt trời này thì cũng là một cái xu thế, và hiện nay thì nhà nước chúng ta có những cái chính sách ủng hộ cho cái việc năng lượng tái tạo này là một cái năng lượng sạch. Thì Thủ Đức qua cái quá trình tìm hiểu thì cũng thấy được rất là nhiều cái lợi ích khi quyết định đầu tư cái năng lượng mặt trời này. Thứ nhất đó là về cái chúng ta có thể giảm cái chi phí về điện năng. Cái thứ hai là khi lắp đặt lên cái mái nhà, hiện nay thì Thủ Đức mình cũng có cái nhà xưởng rồi, thì cái chi phí đầu tư ban đầu nó sẽ ít đi. Khi lắp đặt lên đó thì nó cũng làm cho cái nhiệt độ của cái mái nhà chúng ta cũng giảm đi rất là nhiều, phù hợp cho cái quá trình sản xuất chúng ta trong cái nhà xưởng như thế. Thì nhưng mà chung quy lại thì vẫn là cái lợi ích về cái năng lượng sạch thì Thủ Đức quyết định đầu tư. Trong quá trình mà quyết định đầu tư điện mặt trời thì Thủ Đức cũng tiếp xúc với là nhiều cái đơn vị, thì trong đó Ecoba là cái đơn vị tư vấn về trọn gói. Thật ra thì Thủ Đức về lĩnh vực là bê tông là chính, nên là về kinh nghiệm về lắp đặt, vận hành và khai thác cái điện mặt trời này thì rõ ràng là không có chuyên và chắc chắn là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và đơn vị Ecoba là đơn vị như đã nói là tư vấn chọn gói cái việc này. Chính vì vậy thì Thủ Đức quyết định chọn Ecoba. Solar power is an inevitable trend in the world as well as Vietnam. According to EVN's Southern Power Corporation, 3,058 customers in 21 southern provinces installed grid-connected rooftop solar energy plants to generate power for production. How are these solar power systems operated and managed to create such a great efficiency? Let's meet the operators of solar energy plants from EGE Solar to find out. Nhận thức được rằng công tác vận hành và quản lý một cách an toàn, hiệu quả là mối quan tâm hàng đầu của đối tác. Chúng tôi luôn đảm bảo các yếu tố trong vận hành, quản lý dự án. Công tác kiểm tra định kỳ tại dự án được các kỹ sư chuyên trách tiến hành kiểm tra định kỳ theo tuần, tháng, quý. Tấm pin năng lượng mặt trời và cáp DC AC sẽ được kiểm tra định kỳ hàng tuần. Tấm pin sẽ được kiểm tra về màu sắc thay đổi, phân tách oxy hóa kính và khung, tình trạng của hộp đấu nối hư hỏng, tách tấm, tạp vật bên trên bề mặt. Ngoài ra các yếu tố khác như dây cáp, dây điện, đấu nối, nhiệt độ, độ ẩm cũng được các kỹ sư của chúng tôi kiểm tra với thiết bị chuyên dụng để đảm bảo hiệu suất tốt nhất cho toàn hệ thống. In recent years, the government of Vietnam has introduced numerous policies to encourage and support businesses in renewable energy development. Particularly, rooftop solar power is given a special priority. Although the feed-in tariff of solar PV are under adjustment by the Ministry of Industry and Trade and EVN, this continues to be an attractive investment with high profits for businesses in the long term when the policies are stable. Giai đoạn này đang được coi là những thập niên bùng nổ của năng lượng tái tạo. Trong đó, điện mặt trời lắp mái như sẽ là xu thế mà 100% doanh nghiệp muốn tham gia, không chỉ mang tới sự độc lập về nguồn điện, tiết kiệm chi phí mà điện mặt trời áp mái còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường, thực hiện các cam kết về giảm phát thải. Tại Việt Nam, mặc dù các chính sách về thu mua giá điện mặt trời hiện vẫn đang được Bộ Công Thương và EVN tiếp tục điều chỉnh. Tuy nhiên, về lâu dài, khi chính sách hoạt động ổn định, đây sẽ là lĩnh vực đầu tư đem lại lợi nhuận hấp dẫn đối với các doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp nên tập trung nguồn lực để nhanh chóng đón đầu xu hướng này bằng việc hợp tác đầu tư với các đối tác chuyên nghiệp như EG Solar để tận dụng tối đa những ưu đãi từ chính phủ. So, we have learned about the investment model of factory rooftop solar power by EGE Solar from a real project into the concrete company. We hope that the information is helpful to broaden your perspective of key elements before coming to a decision to invest in a rooftop solar PV system for your company. For more specific advices, please contact EGE Solar using the information below.